Đây là bộ phim sử dụng phương thức quay found footage kể về ba người bạn không quá thân, vô tình có được sức mạnh rồi dùng nó đi phá làng phá xóm để rồi cuối cùng nhận lại cái kết cục não lòng. Tất cả những diễn biến đó sẽ có trong recap phim Chronicle, video được mang đến cho bạn bởi Content Samsung và Tôi Quản Quại, được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng để lại bình luận phía bên dưới để chúng tôi có thể chỉnh sửa những video sau. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Đây là Andrew. Không phải là Andrew người không đỡ được Gwen ngã từ trên cao xuống, mà là Andrew cậu học sinh trung học này. Với dáng người chuẩn form nạn nhân bị bully, hôm nay cậu vừa tậu được cho mình con máy quay phim cổ nhưng sắc nét, nên Andrew quyết định từ đây trở đi sẽ ghi lại tất cả những hoạt động hàng ngày của mình. Bắt đầu bằng việc bị ông bố rượu chè bê tha quát mắng, rồi cậu xuống nhà dưới để xem sức khỏe của mẹ đã đỡ hơn chưa. Rồi sau đó người anh họ cùng tuổi tên Matt chạy đến để chở cậu đến trường. Matt cũng có chút ngạc nhiên khi thấy Andrew cầm chiếc máy quay, nhưng anh có vẻ không mấy bận tâm. Để phá tan bầu không khí kỳ quặc trên chiếc xe đến trường thì Matt đã mở nhạc rồi hét theo. Sau đó thả chút kiến thức ngẫu nhiên khá tấu hài khi đến trường. Chắc là Matt sợ mọi người trong trường thấy mình đi chung với một thằng loser cầm máy quay lia khắp nơi, nên đã nói Andrew xuống xe rồi vào lớp trước đi. Chút nữa Matt đậu xe rồi vào sau. Andrew nghe xong hơi lo cho Matt sẽ trễ tiết học, nhưng anh vẫn xuống xe vì không muốn mất shot quay tổng quan trường nhộn nhịp. Trước khi vào lớp, Andrew lia máy quay giới thiệu về trường nơi anh đang học. Từ shot quay này ta có thể thấy được ảnh vận động bầu cử chức chủ tịch hội học sinh của một boy da màu tên là Steve được dán đầy trên bản tin của trường và dọc hành lang của trường. Obama mà thấy chắc rất tự hào với anh. Sau đó anh cắt để cảnh ghi lại sân tập ngoài trời của trường, nơi mà anh giới thiệu là chỗ ăn trưa hàng ngày của mình, do anh bị một hoạt náo viên đến để yêu cầu tắt máy quay đi vì sợ khứa này đang quay lén bậy bạ. Andrew lập tức tắt máy rồi chuyển cảnh đến hành lang của trường để quay hình tủ đồ của mình. Sau đó anh bị bọn bully giật máy rồi chọc quê. May thay tụi bully không làm hư máy quá nhiều, nên Andrew vẫn có thể tiếp tục quay lại cảnh trên đường về nhà. Trong lúc quay thì Matt rủ anh đến buổi tiệc sẽ diễn ra vào tối nay. Với một thanh niên khúm núm như Andrew thì đương nhiên là từ chối ngay. Cho dù từ trước đến giờ chuẩn bị tốt nghiệp, anh vẫn chưa bao giờ tham dự buổi tiệc nào. Tuy nhiên Matt lần này sẽ không chấp nhận lời từ chối của Andrew, nên anh nói sẽ kéo anh đi cùng bất cứ giá nào. Và đồng thời anh cũng khuyên Andrew tối nay nên bỏ máy quay ở nhà, vì nếu mang nó theo Andrew sẽ khó lòng tiếp cận được em nào. Sau khi được Matt thả xuống thì anh vừa đi bộ vừa ghi hình khu vực gần nhà. Tuy đã về đến nhà nhưng Andrew vẫn chưa hết khổ, vì ở trường anh là mục tiêu châm chọc của bọn nạt. Về đến nhà, Andrew là bao cát để bố anh xả giận trong cơn say. Định thần lại, anh mò lên bàn rồi tắt máy, chuẩn bị lên xe cùng Matt đến bữa tiệc. Cũng giống như buổi sáng, nhưng lần này anh nói thẳng Andrew đừng có đi theo tao, nghe chưa? Nhìn đần lắm, lần này tự thân vận động đi. Quắt, mày rủ tao đến xong bỏ tao lại như thế à? Lang thang rồi quay tới quay lui một hồi, Andrew bắt gặp một cô gái cũng đang quay phim giống mình. Chỉ khác nhau ở chỗ cô quay để đăng blog cá nhân, còn Andrew quay để về nhà quay tay. À không, quay đại vậy thôi, vì bị Matt bỏ con giữa chợ nên không biết làm gì. Cô gái này tên là Cassie, có vẻ như Matt đã biết cô từ trước và có chút cảm giác với cô, nên khi thấy cô anh liền tung chiêu cưa cẩm. Tiếc thay là thất bại, đơn giản là vì ai lại cưa gái trong club bằng cách trích dẫn kiến thức tâm lý học của Cao Dung cơ chứ. Nghe xong đống đó, Cassie liền bỏ đi tìm cảnh quay khác. Andrew may thay đã quay lại toàn bộ cuộc hội thoại đó, nên đã dùng nó để chọc nhẹ Matt. Quay thêm được một lúc thì anh đành phải ra ngoài vì bị thanh niên sĩ gái kia hiểu nhầm. Andrew đang ngồi lau lại ống kính thì boy da màu Steve tiếp cận làm quen, rồi dụ anh đi cùng mình đến nơi Matt đang chờ để ghi hình những diễn biến điên rồ có thể sẽ xảy ra tiếp theo. Andrew nghe thấy cũng tò mò nên đi theo Steve. Vừa đi vừa nói chuyện, Steve tỏ ra mình là một chính trị gia tương lai tài ba bằng sự duyên dáng cuốn hút trong cách giao tiếp. Sau đó cả hai đã đến nơi mà Matt đang chờ sẵn. Hai ông thần đằng này say xỉn bét nhè, rồi đi lạc đến một mảnh đất đang có một cái hố khá sâu. Điều khiến cả ba tò mò là âm thanh phát ra từ cái hố đó. Họ không cưỡng lại được cơn tò mò đó nên đã quyết định cùng nhau nhảy xuống để xem bên dưới có gì. Đi được một đoạn khá sâu thì các bọn thấy một vật gì đó khá to đang phát sáng. Cả ba tiến đến vật thể đó rồi từ từ chạm vào nó. Steve chạm tay vào thì lập tức vật thể đó đổi màu. Máy quay lúc này càng lúc càng nhè dần. Vật thể lạ đó cũng tỏa ra nguồn năng lượng khiến cả bọn chảy máu mũi rồi cùng nhau ngất lịm đi. Cùng lúc đó máy quay cũng ngủ nốt. Tua nhanh đến giai đoạn vài ngày sau vụ va chạm. Giờ đây Andrew dường như đã có máy quay mới vì chất lượng quay lúc này có vẻ như sắc nét hơn hẳn. Lý do có buổi ghi hình kiểm chứng Steve, Matt và Andrew hôm nay là cả ba bây giờ hình như đã có khả năng điều khiển đồ vật. Họ thử nghiệm bằng cách chọi banh vào đối phương, xem người kia có thực sự điều khiển được đồ vật hay không, như những đứa trẻ to xác. Họ biến buổi thử nghiệm thành cuộc tỉ thí võ công, và kết quả là ai có bị bầm mắt do đối phương chọi banh trúng. Nhưng do liên tục sử dụng sức mạnh nên khi tới lượt Andrew vẫn hết nội công để điều khiển quả bóng thì bị chảy máu cam. Đương nhiên họ chỉ sử dụng sức mạnh mới để lắp ráp chúng. Cũng bắt đầu từ lúc này cả ba chính thức trở nên thân thiết hơn. Họ đã gần gũi đến mức Steve cho cả hai nghe tin nhắn thoại cảm giảm của cô bạn gái khi không thể gọi được cho anh, cốt là để chia sẻ sự mệt mỏi mà anh đang phải gánh chịu gần đây. Sau đó họ cùng nhau xách ba lô trở lại cái hố đó. Giờ thì cảnh quan đã có sự thay đổi, chắc là chính phủ đã nhúng tay vào để tránh bị người dân phát hiện rồi làm ầm lên. May thay cả ba còn nhớ đường nên sau một hồi lần mò thì họ cũng đã tới được cái hố đó. Giờ thì nó đã bị sụt lún một cách có chủ đích. Cả ba đang hồi tưởng lại khi đang đứng gần cái hố thì bị những ông mặc quân phục khá giống cảnh sát kiểm lâm nhắc nhở mau rời khỏi khu đất này vì nó rất nguy hiểm. Sau đó chúng ta được chuyển cảnh tới với chiếc xe có Steve và Andrew. Steve khá là nice, thân thiện với Andrew.
Khi anh thể hiện sự đồng cảm với hoàn cảnh của Andrew, cả hai cùng lớn lên trong một gia đình không êm đềm. Họ luôn trong trạng thái đón bão có thể đến bất cứ lúc nào. Về đến nhà, Andrew ghi hình lại bản thân đang cố gắng kiểm soát khả năng điều khiển đồ vật của mình. Cùng lúc đó, tiếng ông bố bợm đang gọi cho ai đó nhờ giúp đỡ trong trạng thái bất lực vang vọng ở background, khiến tôi cảm thấy buồn cho Andrew khi phải chịu đựng người cha đầy sự uất hận này. May là Andrew còn có người mẹ, có thể nói là nguồn động lực chính của anh lúc này. Ngoài ra anh còn có Matt và Steve để khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn. Cả ba giờ tụ tập rồi làm những chuyện mà họ cho là để test sức mạnh. Vào siêu thị điều khiển đồ vật mua vui à. Vào quán ăn dùng sức mạnh vẽ lên súp khiến cô chạy bàn tháo chạy vì sợ ma. Đẩy xe hơi của khách qua vị trí khác. Những chuyện vui vẻ mà ba người có thể làm khi có được siêu sức mạnh. Tuy nhiên họ chỉ là những cậu học sinh cấp 3 nên những chuyện vui vẻ đó có thể sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu. Trên đường chạy xe về nhà thì có một chiếc xe muốn vượt lên từ phía sau nên đã bóp còi inh ỏi. Andrew ngồi sau thì vừa muốn test sức mạnh vừa muốn show trình với hai ông bạn. Anh đã bóp chiếc xe rồi đẩy nó ra khỏi đường chính khiến nó rơi xuống một con dốc gần đó. Hậu quả là chiếc xe bị cắm thẳng xuống con sông gần đó, còn người lái xe thì bị thương nặng. Steve và Matt thì cố gắng nhảy xuống cứu tài xế đó ra, còn Andrew, người gây ra chuyện này thì lại đứng chờ ra đó và chỉ biết cầm chiếc máy quay ghi hình lại mọi chuyện. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Andrew đã có sự chuyển biến. Sau khi đã trục vớt được tài xế kia lên thì họ lập tức gọi cảnh sát và cứu thương đến để xử lý hiện trường. Cả ba thì đi đến chỗ vắng để chất vấn hành vi đi quá xa của Andrew. Dù cho anh có biện minh là không cố ý, nhưng hành vi này rất cần được chú ý và để khắc chế điều này. Matt đã đề xuất cả ba nên có những luật cụ thể khi sử dụng sức mạnh. Một là không được sử dụng với sinh vật sống, hai là không được sử dụng sức mạnh khi tức giận, ba là không được sử dụng sức mạnh ở nơi công cộng để tránh gây hại đến người khác. Steve thì rất đồng ý với những luật đó, còn Andrew thì chống đối nhưng sau đó thì vẫn đồng ý. Andrew về đến nhà thì vẫn tiếp tục luyện tập để thuần thục sức mạnh của mình như không có chuyện gì xảy ra, mà không hề cảm thấy ân hận hay có lỗi về chuyện tày trời mình vừa mới làm hồi chiều. Ngày hôm sau vẫn như mấy ngày trước, cả ba tụ tập để khám phá thêm bản thân có còn sức mạnh nào khác hay không. Trên đường đi, Matt nhắc nhở Andrew về việc nên cẩn thận hơn với những gì mình đang có. Andrew thì vẫn ừ cho qua chuyện. Rồi cả hai đến một bãi đất trống nơi Steve đang chờ sẵn, nhưng Steve không chờ Matt và Andrew ở dưới đất mà anh đang bay để chờ họ. Ngoài điều khiển đồ vật thì cả ba giờ đây còn có thể bay. Andrew lập tức thực hiện được ngay, còn Matt thì mất một khoảng thời gian mới thử được khả năng bay của mình. Điều này đối với tôi, một mặt Matt không ham vui như hai người kia nên các khả năng được phát triển không tự nhiên, một mặt thì Matt tỏ ra cẩn trọng với sức mạnh của bản thân nên khi lấy sức mạnh ra sử dụng thì anh có sự e dè nhất định. Tập luyện một hồi thì giờ đây cả ba đã ở trên mây lượn tới lượn lui, và họ cũng hiểu ở trên cao khá lạnh nên họ mặc áo khoác vào để có thể bay được cao hơn. Đang chơi bắt bóng trên cao một hồi thì họ bất ngờ bị một chiếc máy bay va trúng. Matt vẫn kiểm soát được tình hình và hạ cánh an toàn, còn Steve thì bị va khá mạnh nên đã rơi tự do. May thay Andrew bay tới cứu anh và chiếc máy bay, rồi cả hai cùng hạ cánh an toàn. Steve thì biết ơn Andrew rối rít vì mém chút nữa là anh đã về chầu ông bà nếu như không được Andrew cứu. Tuy gặp tai nạn mém hẻo, nhưng cả ba vui mừng hét lớn rằng họ đã có thể bay. Rồi cả ba quyết định về nhà Steve ngủ. Andrew thi triển khả năng điều khiển máy quay bằng tâm trí để có thể ghi hình lại phút giây mà anh cho là hạnh phúc nhất anh từng có. Ngày hôm sau cả ba đến thư viện để cùng ôn bài. Trong lúc đó Andrew chia sẻ rằng anh muốn đến Tibet, nơi có những thiền sư và sự yên tĩnh tuyệt đối. Matt và Steve thì chọc anh không ngừng. Cả ba đang trên đường thì Matt xin cứu trước vì có chuyện cần làm. Thật ra là anh nhận được tin nhắn của Cassie nên đã bay đến nhà cô, mượn cớ trả đồ nhưng là để bắt đầu quá trình cưa cẩm. Cô gái TikToker này cũng ghi hình lại mọi thứ. Cô để máy quay lại cảnh Matt thả thính nhẹ. Tuy cô tỏ ra không quan tâm nhưng Cassie có vẻ như đã động lòng nhẹ. Cùng lúc đó Andrew và Steve đã vào thành phố, ngồi trên tòa nhà cao của thành phố để nhìn được toàn cảnh. Cảnh tượng lúc này thật đẹp. Steve và Andrew càng lúc càng thân nhau hơn. Cả hai có khoảng thời gian vui vẻ, bày tỏ được những điều khiến bản thân nặng lòng. Cuối cùng Steve rủ Andrew cùng mình tham gia cuộc thi tài năng sắp tới. Với sức mạnh này thì anh dư sức thi triển nó trước mặt mọi người, rồi khiến họ bất ngờ đến ngã ngửa. Sau những ngày dài luyện tập thì ngày diễn ra cuộc thi cũng đã đến. Matt lần này ở dưới khán giả làm cameraman, ghi lại sự kỳ diệu sắp diễn ra trên sân khấu được Steve và Andrew thi triển. Như một lẽ đương nhiên, Andrew làm bất ngờ khán giả bằng màn ảo thuật. Thực sự là dùng ma thuật chứ không phải mẹo hay nhanh tay mà các nhà ảo thuật gia thường làm. Kèo này cả hai lụm giải là cái chắc. Buổi tối hôm đó cả bọn được tới buổi tiệc sau cuộc thi, nơi Andrew sẽ nhận được sự tán dương từ tất cả mọi người. Nhất là những cô gái lúc này sẽ cân nhắc cho Andrew cơ hội biết mùi đời. Trong lúc đó Matt thì lửng thửng ôm chiếc máy quay đi lòng vòng, rồi quay cảnh bản thân đang tự chia vui với những gì mà Andrew sẽ nhận được sau bữa tối này. Đứng được một lúc thì anh gặp Cassie lúc này cũng đang ghi hình lại buổi tiệc. Matt cũng may mắn không kém khi được cô bật đèn xanh. Rồi cả hai đã cùng rời khỏi bữa tiệc, để lại chiếc máy quay cho Steve ghi lại phút giây Andrew trở thành một người đàn ông. Xui cho Andrew mọi chuyện đã không diễn ra như anh và Steve đang ở ngoài tưởng tượng. Andrew trong cơn quá chén đã huệ khắp nơi. Cô gái cho anh cơ hội cũng bị dính chưởng. Tủi hổ là từ diễn tả đúng nhất tâm trạng của Andrew lúc này. Nó đã chuyển biến thành cơn giận dữ. Trong lúc đang ghi hình ở nhà, anh đã bắt một con nhện đang bò, rồi Andrew phanh thây nó ra thành trăm mảnh, dấu hiệu rất đáng quan tâm. Vài ngày sau trong lúc chăm sóc mẹ thì bố anh lẻn lên phòng của Andrew rồi phát hiện ra chiếc máy quay đắt tiền. Ông bố lôi Andrew xuống tầng hầm để chửi bới. Chất vấn anh tại sao lại tiêu tiền vô thứ vô bổ như này, trong khi mẹ anh đang rất cần tiền để chạy chữa bệnh tình. Andrew như tôi đã nói ở trên, giờ đây anh đã có thể phản kháng.
Bố anh nghe lời phản đam liền bay vào định tẩn cho Andrew một trận. Andrew quật dậy rồi đẩy bố vào tường, sau đó quăng ông thật mạnh xuống đất. Và Andrew từ đây đã biến chất, trở thành kẻ ác, sử dụng sức mạnh để đơn giản hóa những vấn đề của bản thân. Nhưng trong lúc dùng sức mạnh quá liều thì Steve và Matt đều bị chảy máu mũi và nhức đầu, dấu hiệu cho thấy một trong ba người đang sử dụng sức mạnh quá mức. Matt cũng lo lắng cho người bạn của mình, nhưng giờ đây anh đang có khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh cô bạn gái Cassie. Steve cảm thấy có chuyện không ổn nên đã bay lên trời để tìm Andrew. Cả hai chạm mặt nhau trên trời đúng lúc trời chuẩn bị mưa, sấm chớp xuất hiện liên hồi. Steve cố gắng khuyên răn Andrew để anh trở về xuống đất, nhưng Andrew cố gắng phản kháng, để rồi anh sử dụng sức mạnh khi đang giận dữ. Andrew điều khiển được cả những tia chớp, khiến cho nó chuyển hướng sang Steve, rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Steve đã ngủm dưới cơn giận dữ của Andrew. Andrew vẫn không cảm thấy tội lỗi, anh chỉ cảm thấy buồn vì mất bạn. Vì vậy Andrew vẫn có đủ can đảm để đến đám tang. Matt cũng có mặt ở đám tang. Sau khi đám tang kết thúc, Matt chất vấn Andrew vì theo anh không ai có thể làm hại Steve kiểu đó ngoài Andrew. Buồn bã, vài ngày sau anh quay trở lại trước mộ phần của Steve để thú tội, nhưng giờ có nói gì đi nữa thì cũng đã quá muộn. Andrew giờ đã quay trở về tình trạng ban đầu, không bạn bè, cô đơn, bị những người trong trường châm chọc vì tai nạn ói mửa vừa qua với cô gái kia. Andrew giờ thường xuyên sử dụng sức mạnh khi giận dữ, nên khi khứa bully chọc anh thì anh đã dễ dàng rút răng hắn. Giờ vào nhà vệ sinh để khoe khoang chiến tích, tư duy của Andrew dần chuyển biến theo hướng hủy diệt khi anh đề cập đến chủ đề chọn lọc tự nhiên. Và anh cho anh là loài phát triển hơn kiểu động vật săn mồi, nên chuyện anh nên đứng đầu chuỗi thức ăn, rồi xử những người mà Andrew cho là xấu là chuyện đương nhiên. Tư duy thường thấy ở kẻ điên hoặc kẻ ác. Andrew liền thị phạm siêu năng lực lúc này đã cực mạnh của mình bằng việc dễ dàng bóp nát chiếc xe cũ sau lưng mình. Matt biết tin nên đã bay đến nhà hỏi Andrew chuyện gì đã xảy ra, nhưng Andrew giờ đây có chịu nghe ai đâu. Matt cũng đành bay đi trong vô vọng. Andrew đến tiệm để lấy thuốc cho mẹ, và anh biết tin thuốc của mẹ chưa có liền vì gia đình anh cần trả tiền trước thì họ mới có thể đặt thuốc được. Như đã đề cập ở trên, Andrew có thể đơn giản hóa vấn đề của mình bằng siêu sức mạnh đang có. Anh quyết định sẽ dùng nó để đi ăn cướp nhằm kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Andrew mặc lại bộ đồ cứu hỏa của ông bố, rồi ra đường chấn lột những tên lang thang trong khu của anh. Bọn vô công dỗi nghề này cũng không có nhiều tiền, nên anh đã đến những cửa hàng gần nhà để cướp. Ông chủ tiệm cầm súng định chạy ra hạ tên cướp thì ngay lập tức Andrew dùng sức mạnh phản công, để rồi thổi bay cây súng vào bình chứa xăng gần đó khiến cả cây xăng phát nổ. Chuyện này đã khiến anh bị thương khá nặng nên phải nhập viện. Lúc nằm yên một chỗ, Andrew vẫn không quên để máy quay ghi hình lại bản thân. Bố của Andrew đã đến khóc lóc báo tin mẹ anh đã qua đời. Ông bố liên tục đổ lỗi cho Andrew. Andrew tuy đã bất tỉnh nhưng vẫn nghe được những lời mắng nhiếc từ ông bố trời đánh. Anh không chịu được nữa nên đã dùng sức mạnh một lần nữa làm nổ tung tất cả. Điều này khiến cho Matt ở chỗ khác liền chảy máu mũi. Anh lập tức biết đây là dấu hiệu có chuyện xảy ra với Andrew. Matt lập tức phóng xe đến chỗ Andrew để xem chuyện gì đã xảy ra. Lúc này cả thành phố đang hỗn loạn vì vụ nổ vừa xảy ra trong tòa nhà của bệnh viện. Matt và Cassie đến nơi thì thấy Andrew đang định drop test ông bố, nhưng Matt đã kịp thời bay đến cứu mạng ông. Matt sau khi tìm chỗ trú an toàn cho Cassie, anh liền bay đến chỗ Andrew. Matt muốn trấn tĩnh Andrew nhưng bất thành, nên giờ cả hai đành phải có một cuộc tỉ thí rất là GTA. Vì siêu năng lực hủy diệt của cả hai, họ hủy hoại hết tòa nhà này đến tòa nhà khác trong thành phố, rồi họ cùng nhau đáp ở một khu đất công cộng nơi giờ đã sơ tán. Đội đặc nhiệm đến nhưng súng đạn nào có tác dụng với Andrew. Hết cách, Matt đành phải ngăn Andrew bằng cách lấy cây giáo của bức tượng gần đó để xiên Andrew. Cảnh sát tiến tới gần cả hai. Matt lúc này giả gục một lúc rồi anh bật dậy bay thẳng lên trời, để lại thành phố tan hoang và không biết ai sẽ đứng ra bồi thường thiệt hại. Thị trưởng thành phố này chắc là đau đầu lắm. Matt bay lượn một lúc rồi đáp thẳng xuống nơi được cho là Tibet, địa điểm mà Andrew mơ ước được đặt chân tới. Matt làm tròn bổn phận của một người bạn, một người anh em tốt khi đã thực hiện ước nguyện của Andrew, dù cho anh đã làm những chuyện tày đình cỡ nào. Cuối cùng là những lời tự sự của Matt và cam kết anh sẽ cố gắng trở nên tốt đẹp hơn bằng việc sử dụng sức mạnh và việc có ích. Matt để lại chiếc máy quay ở đó rồi bay đi. Hết phim. Đối với tôi, đây là bộ phim dùng phương thức found footage để nói về chủ đề phản anh hùng khá hay. Sức mạnh rơi vào tay ai không quan trọng, quan trọng là người đó biết sử dụng nó như thế nào. Trong trường hợp này, sức mạnh rơi vào tay một kẻ yếu thế, luôn bị người đời vùi dập như Andrew thì khá nguy hiểm. Trong người anh chứa đầy nỗi uất hận, tức giận, nên sức mạnh bám vào đó sẽ phát triển, rồi dần ra chuyển hóa thành những suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến việc thực hiện những hành vi mất kiểm soát như vậy. Bạn cảm thấy thế nào với bộ phim này? Theo bạn, Andrew có xứng đáng để nhận cái kết cục như vậy hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới bình luận để chúng ta cùng thảo luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.